Bán lượng lớn cổ phần cho nước ngoài, tập đoàn công nghệ CMC vừa phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác Samsung SDS hoặc Samsung SDS Asia Pacific, một công ty do Samsung SDS sở hữu 100%, vốn điều lệ, đại diện truyền thông CMC cho biết, tập đoàn CMC và Samsung SDS đã thống nhất về mặt chủ trương, hai bên chỉ còn bàn thảo thêm một số nội dung, trong đó có vấn đề về giá bán và hy vọng CMC sẽ sớm phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Samsung SDS, được biết theo phương án CMC Group sẽ phát hành 25 triệu cổ phần chào bán cho Samsung SDS với giá chào bán không thấp hơn 30.000 một đồng cổ phần. Tổng số tiền huy động dự kiến khoảng 750 tỷ đồng sẽ dùng 450 tỷ đồng đầu tư cho công ty thành viên, còn lại 300 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Nếu phát hành thành công, Samsung SDS sẽ sở hữu 25% vốn điều lệ của CMC Group. Trước đó, việc chào bán riêng lẻ cho Samsung SDS được CMC Group bổ sung vào chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Samsung SDS là công ty thành viên của tập đoàn Samsung chuyên về giải pháp IT và logistics. Trước đó, tháng 5 năm 2019, tập đoàn CMC và Samsung SDS đã ký thỏa thuận nguyên tắc về việc đầu tư chiến lược để tăng cường hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực thế mạnh của hai bên.